Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với đồn biên phòng Sầm Sơn và công an phường Quảng Tiến vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Cụ thể vào khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 6 tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với đồn biên phòng Sầm Sơn và công an phường Quảng Tiến đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thúy, sinh năm 1984, trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 kg thuốc nổ, một xe máy điện. Đối tượng Trần Thị Thúy khai nhận do hám lợi nên đã nhận vận chuyển thuê số thuốc nổ trên với số tiền công là 500.000 đồng cho một người không rõ tên. Khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, mở rộng vụ án, bàn giao người và tang vật cho công an xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.